Em đến đây em cần tiền hay là em cần sự tham gia của các shark? Phải để đồng tiền làm cho anh chứ anh rồi. Thì anh phải đi làm. Bọn em có lợi thế là người dẫn đầu. Mặc dù là người đi đầu nhưng có thể là chết luôn lập tức. Cái thôn tính lớn nhất là cái mình trả thôn tính ai, hoặc là anh Phú hoặc anh. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy thật. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4/7/2018 trên VTV3. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam sẽ hỗ trợ em. Bên anh sẽ đưa người vào giám sát về cái quá trình hoạt động cũng như tất cả cái liên quan đến chi tiêu cho đến lúc tài khoản công ty ấy. Chính xác, em là do bên anh quản lý. Vâng, dạ em sẵn lòng. Cho đến lúc thành công. Cho đến lúc thành công thì lúc đấy là gọi như khi mà tụi anh thấy là em đủ lông đủ cánh rồi ấy, bọn anh sẽ để cho em quản lý. Còn anh sẽ